Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Chỉ với 40 triệu là chúng ta đã có thể nhận ngay một em xe thùng lửng, tải trọng là 1 tấn 050 về để chúng ta có thể chạy hàng khởi nghiệp rồi ha. Hiện tại bên em đang có sẵn giao ngay hai em SRM K9 phiên bản là thùng lửng nha quý anh chị nha, phiên bản thùng lửng, thùng dài là 2,5 m nha, chính xác là 2,450 m. Bên em đang có sẵn giao ngay hai cái mẫu xe màu trắng và màu xanh luôn nha quý anh chị nha. Anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua một em xe khởi nghiệp về chở dàn nhạc, chở âm ly, chở mic này kia, muốn mua con xe mà giá tiền trả trước chỉ khoảng tầm 40 triệu thì anh chị có thể lấy những con xe như thế này nha. Xe rất là đẹp luôn, đời 2023. Thời gian vay là từ 2 năm đến 7 năm. Thì anh chị một tháng nếu mà anh chị đóng á, thì nó khoảng tầm là từ 3 đến 4 triệu là cả gốc lãi luôn nha quý anh chị nha. Đó. Và được hỗ trợ cho vay tối đa là 80%, anh chị chỉ cần trả trước cho nhà xe là 20% còn lại thôi. Đó. Còn nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua một em xe nó giá vừa rẻ thì con này chắc chắn sẽ là một con xe anh chị không thể nào bỏ qua đâu, bởi vì giá xe của nó chỉ có 160 triệu thôi nha quý anh chị nha, được khuyến mãi hết trước bạ 50% nữa, là tính ra là con này lăn bánh nó lăn quanh khoảng tầm 170 là dữ lắm à, chưa tới 170 nữa, là bên em sẽ hỗ trợ ký tận nhà và giao xe tận nhà cho quý anh chị luôn nha. Đây, xe này thì nó không có máy lạnh nha quý anh chị nha, do chúng ta là xe máy có máy của nó có một chấm thôi, cho nên là nó không có máy lạnh, chỉ có quạt gió thôi. Anh chị nào mà muốn độ thêm máy lạnh thì chúng ta thêm tiền, không máy thì chúng ta cứ để quạt gió mà chạy được là được rồi. Đó, xe được trang bị là hai chỗ ngồi như thế này đây, dành cho những anh chị nào mà khởi nghiệp ha, có vài chục triệu thì chúng ta lấy con xe này về chạy hàng là rất là ok luôn. Đó, có trang bị cái lốc lạnh, cái lốc thôi, nhưng mà anh chị muốn lên máy lạnh thì chúng ta thêm tiền, báo nhà máy nó sẽ gắn chúng ta thêm cái máy lạnh, không máy thì chúng ta có chơi quạt gió là hợp lý rồi. Đó, đầu radio này kia đầy đủ ha. Đó, hai chìa khóa điện luôn nha quý anh chị nha. Đó, chìa khóa điện, mặt đồng hồ xe đây. Đó, vô lăng là vô lăng 4 cháu đây. Đó, xe quá đẹp luôn. Hộp số của chúng ta sử dụng là 5 số tiến và 1 số lùi nha. Đó, 5 số tiến 1 số lùi này, quá đẹp. 40 triệu là anh chị bỏ ra. Kính này là kính chỉnh điện, không phải là kính quay tay nha. Hồi trước mấy cái đời cũ á, là kính quay tay, này là bên em làm kính chỉnh điện luôn rồi. Ở đây cái phần thùng lửng đây là nó dài được là 2,450 m, chiều dài, chiều rộng là 1,410 m. Đó, anh chị thấy cái thùng lửng thế nào, quá hợp lý ha. Đây, này là cái phần dàn nhíp xe nè. Đó, mâm vỏ Kasumina ha, vỏ 550, mâm 13. Đó, quá đẹp. Con này chạy xăng nha, chỗ này là dùng xăng 95 nè chứ không à, đừng chơi xăng 92, xăng 92 mắc công đổ vô nó bị hộp xăng nữa, khó lắm. Đây, Euro 5 luôn, xe SRM. Màu trắng, màu xanh là có sẵn nhau ngay cho quý anh chị nha, anh chị muốn lấy xe nào lấy. Xe hiện tại đang có sẵn trưng bày tại ô tô Phú Cường, chi nhánh Bình Chánh. Đây, SRM K9 nha quý anh chị nha, thùng bạc, thùng lửng đều có sẵn luôn, quá đẹp. Hồ sơ bên em làm cực kỳ đơn giản, anh chị chỉ cần cung cấp giùm em căn cước công dân của hai vợ chồng, hoặc nếu mà chúng ta chưa có gia đình thì cũng chủ yếu là cung cấp giùm em căn cước công dân của người đứng sở hữu tài sản là chiếc xe thôi, còn lại là chúng ta sẽ làm giấy độc thân nữa là xong ha. Đó, đơn giản, quá đơn giản luôn. Hợp đồng bên em xuống tận nhà ký rồi sau đó là sẽ tiến hành bàn giao xe tận nhà luôn. Anh chị chỉ cần là cung cấp hồ sơ, sau đó là đi ký giấy ngân thôi, còn lại là bên nhà xe sẽ lo hết cho quý anh chị. Động cơ là công nghệ của Ý nha chị nha, ở ra mà công nghệ Ý. Đó, xe quá đẹp, thùng lửng. Rồi, anh chị nào mà đang có nhu cầu đầu tư xe liên hệ với em ngay nha, để nhận những con xe khởi nghiệp mà giá tốt như thế này nha.